vời. Xuân đã đến bên người, xin người hãy cùng em vui xuân, mang hạnh phúc cho đời. Gió xuân tuyệt vời, mang say đắm cho người, xin người hãy cùng em. Cho môi em ngỡ ngàng, người đến cho tình em chợt mơ muôn hoa thổn thức. Mang hạnh phúc tuyệt vời, nhớ nghe anh yêu, nhớ nghe anh yêu, mang say đắm cho đời, ôi từng nụ hôn yêu thương. Mang hạnh phúc cho đời, nhớ nghe anh yêu, mang hạnh phúc tuyệt vời, khi về đừng quên nghe anh. Còn nhớ phút giây gặp gỡ, mùa xuân muôn hoa sắc hồng, chiều xuống gió xuân nồng cháy, người cho môi em ngỡ ngàng, người đến cho tình em chợt mơ. Yeah.
kinh trên kinh dưới. Thấy chưa, tự động hay không? Mình canh đi, canh xong thì chạy vô. Lúc mình đi tới nó chào vô cho mẹ đứng xếp hàng. Xếp hàng là chết dữ. Ngột. Khẩu trang, đeo khẩu trang phải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Không phải đây đường ra. Vô là vô từ đường, vô từ dưới cái đường đầu á. Vô cái đường đầu á. Cứ đi chụp hình đi, chụp hình. Chẳng thấy ông
bay mực tàu dây đỏ khi phố đông người qua. Mùa xuân hoa đào nở mà thấy đâu ông đồ hoa tây đành muốn thua giờ ông đồ nơi mô. Năm hoa đào nở lại thấy ông đồ già bay mực tàu dây đỏ bên phố đông người qua. Ngày xuân hoa đào nở bạc tóc ông đồ gầy hoa tay vẫn như thua xưa phượng mùa rồng bay ông đồ giờ run tay qua đường nào ai hay. Ngoài trời mưa bụi bay lá vàng rơi trên sau của cái đường cuối cho ra phải chăng này. Ông đồ ngồi phơi rau ai còn tìm thuê đâu. Dây đỏ nằm khoanh gấu bút lông mực khô màu. Rồi nay hoa đào nở chẳng thấy ông đồ già bay mực tàu dây đỏ khi phố đông người qua. Mùa xuân hoa đào nở mà thấy đâu ông đồ hoa tây đành muốn thua giờ ông đồ
trên hết nè, đi cái màn chờ vô nè. Trời ơi, khi vào khu vực là đường phố đi bộ Nguyễn Huệ đó là phải đứng xếp hàng như thế này đó, đo thân nhiệt xong rồi mới bắt đầu là qua cái phần thứ hai là rửa tay sát khuẩn. Rất là đông và nhiều trạm để rửa tay sát khuẩn đó. Đi vào cổng
I'm gonna go get some more.
Xuân đến rồi, yêu đã bao trào mừng xuân sang.
Thank you.